tệ vô trong cái chùa đó là ông mặc hạnh đó ông lên chủ trì chưa? Nói chung là cái vấn đề đó hồi xưa anh không có nắm được, nhưng mà cái chùa cái tu viện Trương Như này hồi xưa nó là chùa Am. Chùa Am à? Dạ. Đúng rồi, chùa Am tu viện Trương Như bây giờ á. Nhưng mà cái này hồi đó anh cũng không quan tâm gì cái định nào giờ, nói chung là ở gần nhưng mà anh không có tới, anh không có bước tới luôn á. À, từ khi mà ông lên ông nói xấu mình tệ lúc gài ông mới mình mới biết cái chùa ông gặp nhiều đúng không? Chứ Nói còn thẳng chuyện của ông là ra là em nói chung là anh Tiến, anh nhiêu tuổi anh Tiến? dạ em 42 anh ạ. Anh nay 45 rồi, thôi em dạ nói dạ chuyện mình tên cho dễ ha. dạ 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 Nói chung là anh cũng bức xúc với ông mặt hạnh này dữ lắm, tại vì nói chung là con người mà ai sống cũng có cái lòng tự do tín ngưỡng đó, đúng không anh? dạ đúng anh ạ. Mình cảm thấy mình có cặp mắt nhìn và mình có cái đầu suy nghĩ, mình biết cái nào đúng cái nào sai, đúng không anh? Nhưng mà anh thì anh rất hâm mộ thầy Thích Minh Tuệ, nói thiệt, nó rất mình hâm mộ thầy Thích Minh Tuệ, tại vì anh thấy ông này rất là tội. Mỗi lần mà anh coi clip của ông là anh thấy anh rất có cái cảm xúc sao sao á. Không? Tại có anh theo ông coi ông Minh Tuệ này, thầy Minh Tuệ này ở đây là gần một tháng mấy rồi đó, hồi nào cũng coi đó. Nhưng mà anh không có xài mạng, anh không có đành vụ YouTube đồ biết không? Anh chỉ biết lên coi vậy thôi, nhưng mà mấy bữa nay anh coi có nhiều clip đăng ông thầy Thích Mật Hạnh mà nói về thầy Minh Tuệ mình á. Nói chung là anh rất là bức xúc, rất là bức xúc ra mày. Cái ông Hồi này xưa hay anh cái ông này ở hàng xóm vòng vòng đó người ta hay gọi điện cho em, người ta nói là ở xóm đó giống như không ai mà ưa mày chứ đó. nói chung ra là cái chùa Am này anh biết lâu đời rồi, nhưng mà anh không có tới, anh không có tới, nói chung là không có tới luôn. Nó sau này anh có nghe được cái đoạn video mà có người hỏi thầy Thích Minh Tuệ của mình á, là tu ở đâu, nhưng mà ổng không có nói á. Nhưng mà có người ta nói là ổng tu chùa Am, lúc trước mới tu chùa Am mấy tháng á, rồi là anh biết là chùa Am ở đó rồi, tại vì anh ở quê ở đây mà, anh quê Trắng Bàng mà. Nhưng mà ổng tu được cái gì mà ổng lên ổng nói nổi cái cách mà xưng hô của ổng đối với thầy Minh Tuệ của mình đó, là thấy ổng là con người ổng là còn sân si nhiều lắm, không này không có tu được đâu, không này không có tu được. Ổng nói Minh Tuệ mượn áo nhà sư để đi làm biếng đi xin ăn này kia, nó thẳng ra con người mà xin ăn là làm biếng là ổng á, chứ không phải nhà sư Minh Tuệ mình đâu, ổng là người làm biếng á. Đúng rồi. Ổng mở máy áo tạo đời đó, ngồi một chỗ để ngồi lại cúng dường cho hai ông ăn đó, ông đó là cái ông đó là ông làm biến á. Ông tu mà ông không biết được cái gì gọi là giáo lý của nhà Phật cái trơn, rồi ông cũng không biết được cái gì mà hạnh đầu đà, mà ba hạnh đầu đà trơn, rồi ông không biết cái gì đó. Trời, cái chuyện đời nói mà cái chuyện đời, cái chuyện cư xử với nhau giữa hai người với nhau, con người với con người nhau mà ông còn không biết mà nói chi mà ông tu anh. Đúng không? Anh nói cho anh Tiến nghe thế này nè, thí dụ như á, dù gì chăng nữa mình là một nhà sư, dù người ta có tốt có xấu gì nữa mình cũng không nên nói, tại vì mình là tu mình không có nên nói. Ổng hơn nữa, ổng với thầy Minh Tuệ của mình đó là hồi đó là cũng là bạn đồng môn thôi, chứ ổng không có thầy bà gì của Minh Tuệ đó, ổng không có tư cách làm thầy bà ông Minh Tuệ. Đúng rồi. Ổng là bằng môn thôi. Bị nghe, anh có nghe cái đoạn clip của cái chú hàng xóm ở trên đó bà con gì với ông Ông tưởng Lạc tưởng á. lão Thích Tông Lạc á, ổng nói là mình biết cái ông này hồi xưa mà ông Tưởng Lão Thích Tông Lạc mà còn sống là ông này cũng vô được ha. Ổng cũng nói đó, ở ngoài hàng rào không cho vô đó. Nhưng mà bây giờ nói đi nói lại á, cái ông này ông nói về thầy Minh Tuệ vậy ông rất là sai, ông không ông phải sám hối chứ ông này làm không được. Đúng rồi. Anh thấy ông này nói chuyện kiểu đó là ổng là con người mà ổng còn phải là một người nhà tu. Phát ngôn theo kiểu trời búa, nói chuyện thầy Minh Tuệ kêu bằng đó này nó kia, ổng là một người tu mà ông phát ngôn như vậy là thấy ổng là không xứng đáng ông người tu, Đúng rồi. nó thẳng ra luôn. Anh có sao anh nói vậy, anh không bên ai, nhưng mà đây một nào đúng thì mình nói đúng, sai mình nói sai, anh không bên ai hết đó. Cái ông mặc hạnh này nè, ông này ông nói chung là cái tâm ông không có, ông học được cái gì, ông tu cũng học được cái gì, nói theo kiểu ông thầy Thích Trương Quang hỏi nhiếp tâm được chưa, ổng là người nhiếp tâm được chưa đó. Đúng rồi, cái tâm ông có nhiếp được chưa, giáo lý nhà Phật ông học được bao nhiêu cái đúng không, ông sửa được cái gì đó, mình phải hỏi ổng. Đúng ra ông thầy Trương Quang hỏi cái đó là phải hỏi ông đó đó. Bởi vậy anh nghe nói anh nghe nói ổng nói thầy thầy Thích Minh Tuệ làm biếng đi đầu trên sớm dưới để kiếm miếng ăn ngon, ổng ngon ổng ra ông đi ông Minh Tuệ rồi ông kiếm miếng ăn ngon, ông ra ông đi thử coi. đúng rồi, người ta trời ơi, người ta đi đi con đường khổ hạnh, người ta mà không có biết gì đâu anh ơi.
ổng nói thẳng là anh không có sợ, anh trên đánh bạc này nè, được được là mai chiều anh rảnh là lên tới của anh kiếm ổng lại nói chuyện luôn. Đúng rồi, dạ đâu đâu chưa, anh lên tới đâu, đâu anh lên tới ổng, anh lên tới ổng anh hỏi rồi anh hỏi lý do làm sao mà ông lại nói thầy Minh Tệ vậy, anh có thể anh ghi âm giùm em, anh thể có thể ghi âm giữa cuộc gọi cuộc nói chuyện anh với của anh với ổng để thưa ông trả lời sao, anh, để thưa ông trả lời sao. Anh nói với anh Chiến như thế này, nếu anh lên, nếu anh gặp được ổng anh sẽ nói chuyện với ổng, anh sẽ ghi âm lại cho anh Chiến nghe. Dạ, để thưa ông trả lời, ông, để thưa ông trả lời sao. Dạ. Trời, người ta đã đi tu khổ hạnh là người ta khổ muốn chết rồi, mình thấy mình còn thương, mình thấy mình xót mà ổng ổng lên ổng mới ăn nói theo cái kiểu của ổng, như cái dạng ổng mà ổng ổng đố kỵ, ổng ích kỷ, ổng sân si với ông thầy Minh Tuệ ổng á. Mà em nói anh cái kiểu ổng. Dạ đúng rồi, tại vì ổng thấy ông Minh Tuệ được cả thế giới người ta tôn sùng anh. Em biết sao mà ổng nói thầy Minh Tuệ là giống ơn mọi nghĩa không? Em biết rồi cái câu nói của ổng không? Ý ổng hồi xưa ít nhiều gì thầy Minh Tuệ cũng đã tu ở đó 6-7 tháng rồi. Dạ dạ dạ. Mà bây giờ ra đi như vậy, mà tại sao ổng tung hô lên mà phải đi che giấu là ý nói ông thầy Minh Tuệ mình đó là giống ơn mọi nghĩa chỗ đó. Đã, tung hô lên đi. để ổng được cái tiếng, hiểu không? À hiểu rồi. Cái tu viện à, hiểu rồi. Cái tiếng rồi. Đó. Ý ổng vậy này, ý ổng nói là tại sao mà ông Minh Tệ mà đi tu đi trong cái chùa đó ra, mà tại sao không nói cái chùa đó, nói ra đừng cho người ta lợi, đừng ta thăm cái chùa đó, đừng ta cúng dường cho ổng à. Đúng rồi, cúng dạ. Ông ăn ông à, ông ăn á ý dạ. Vậy cho nên ổng mới chữ thầy Minh Tuệ là giống ơn bội nghĩa ta, là giống như, ông vậy giống đó. Như quên cái nguồn gốc đó phải không, là giống như ta từng đúng, ở đây đúng mà rồi. Giờ dạ, đúng rồi, ý ổng vậy đó, ý vậy đó. Ý đó, ý anh là suy nghĩ vậy, còn ý anh dạ. Suy nghĩ sao không biết, ý anh là suy nghĩ như vậy đó. Đúng rồi. Cho nên ổng mới thốt lên cái câu nói là thầy Minh Tuệ của mình đó là giống ơn bội nghĩa. Đó, nhưng mà ổng không có hiểu được, ổng không có hiểu được cái nỗi khổ của thầy Minh Tuệ, tức là sao? Người ta ra đi như vậy, người ta sợ mang tiếng đến cái chỗ người ta tu tập, người ta không nên nói, người ta không tiện nói. Đúng rồi, người ta đâu có nói, dạ. Ổng không có hiểu được, ổng có học đâu, không hiểu, ổng có học, ổng có hiểu tới cái chuyện đó. Ổng chỉ biết á, bây giờ cái tâm ổng chỉ biết là sân si thôi, sân si. Để ông muốn nổi tiếng thôi, thật sự là ông nổi tiếng cách này là ông sai lầm rồi, ông sai lầm. Bây giờ ông cũng đang nổi tiếng đó. Đúng rồi, em anh nói với anh Chiến nghe nè. Dạ. Những gì mà ông lên mạng, ông nói ông thầy Minh Tuệ như thế này thế kia thế nọ, ngược lại những cái quả báo đó là ông hưởng chứ không phải Minh Tuệ hưởng đâu, anh nói thiệt. Đó là quả báo của ông á. Thì để em nói anh cái bằng chứng là cái chùa của ông Trân Quang đó bây giờ nó vắng như cái chùa Bà Đanh luôn. Anh có theo dõi anh biết mà. Dạ, anh có dạ, theo dõi dạ. Mà. Dạ đó anh thấy đi. Anh nói thiệt với anh Chiến, anh cũng là từng, nói chung là anh là đàn ông thiệt, nhưng mà bản tính là đàn ông, nhưng mà anh cũng từng đi chùa, anh từng đi chùa luôn, chùa anh đi dữ lắm, chùa nào anh cũng đi cái đó. Dạ. Đó. Nhưng mà cái chùa Am này gần ở chỗ anh ở luôn, nhưng mà không phải là anh tới nè, anh không có tới luôn, chứ đừng nói là tới, anh từ nào không có tới, chỉ có là biết chỗ đó đi ngang gì thôi, không có tới. Dạ. Không, nhưng lần này anh tới, lần đi cho biết. Để gặp cái thằng quỷ, thằng khó bà chị đi, bà gọi nó là mặt khổ mỏ dơi đó. Thì chính xác luôn á, giờ cái mặt nó biết rồi, mặt khổ mỏ dơi rõ ràng đó. Dạ. Con người ta mà lên ngồi tu hành, lên ngồi nói chuyện mà cái thần thái dòm con người không có chững chạc cái chỗ nào luôn, anh nói thiệt luôn, không có chững dạ, chạc. Đúng. Dạ đúng rồi anh ha. À. Người ta tu, người ta phải có cái thần thái của người tu, như anh Tiến thấy thầy Pháp Hòa không? Đúng rồi, dạ. Người ta lên, người ta giảng, người ta ngồi rất là cái thần thái của người ta rất là an nhiên tự tại, người ta nói chuyện rất là khiêm tốn, người ta nói chuyện nhỏ nhẹ. Còn cái ông này, ông lên, ông nói chuyện mà cái thần thái của ông y như cái dạng mà bạn bè ra ngồi uống cà phê nói chuyện, rất sắc láo, giờ thấy cái mặt ông. Bởi vậy người ta ở trên đó người ta nói là quỷ này không ai mà thương nó chân á, cả xóm làng không ai mà nói chuyện với nó chân á. Theo em tìm hiểu là cái ông này, tại vì... Theo em tìm hiểu á là sư Thông Lạc này đem hắn về ở đâu á, lụm hắn về là lúc hắn 7-8 tuổi á, hắn đâu có học văn hóa văn vọng gì đâu mà biết cách đối nhân xử thế. Trời ơi, cái cách nói chuyện ra là mình biết người văn hóa tới đâu rồi. Dạ, cách nói chuyện là mình biết rồi. Dạ. Mình cứ phát ngôn của người ta nói chuyện ra cái câu từ là mình đã hiểu được đạo tới đâu rồi, anh Tiến. Dạ. Cái dạ. Câu từ thôi. Cái người con học ta nói những cái câu từ nó rất là dễ nghe nhưng mà nó khó chịu, còn ông này ông nói những cái câu từ khó nghe nhưng mà giờ học sao sao giống như chợ búa sao. Anh theo như em á, là bữa đó quay clip vậy là em nói là ngày xưa cũng sư Minh Tệ cũng từng ở đây,
mà chúng tôi cũng tạo điều kiện cho sư tu đồ ha, rồi nhưng mà sư lại đi theo con đường của sư thì cái đó là người ai mỗi người mà có một lựa chọn khác nhau. Tại em nói anh cái tu viện của ổng nổi tiếng luôn đó, nổi tiếng chắc luôn. Cái tu viện ổng là người ta về, người ta về người ta thăm dữ lắm đó. Dạ, giống như cái tu viện của thầy Thích Minh Đạo đó. Dạ, anh Chiến thấy không? Dạ dạ. Ừ, người ta dạ. Phật tử bây giờ nói chung Phật tử bây giờ ta có trí tuệ lắm, ta có cặp mắt mà nhìn ta biết hết nè, ai là sàm tăng hay là thợ tu ta giờ ta biết hết nè, chứ không phải ta không biết đâu. Dạ anh, em nói với anh Chiến cái ông Minh Hạnh này là ông này giờ là ông bó tay, ông không có chơi nào mà được sửa đâu, phải không được đâu. Ông này nè, không cái tâm ông không có tịnh, làm sao mà tâm mà tu được. Ông này nè, đúng ông rồi không, ông không có tu được. Bây giờ ông tu thêm 30 năm nữa con người ông cũng không được chạy gì đâu, có thể cũng chạy à, cũng vậy. Anh ấy đi, anh ấy đi con người. Dạ dạ anh ấy bây giờ là những đức á, là những đức bây giờ anh cho nó sám hối 10 năm nữa nó ra nó cũng giảng pháp, cũng nói bậy là nó bậy. Em nó thì kinh điển luôn nè. Dạ. Nhận đức á, mỗi lần mà lên thấy cái mặt của nó thì liếc là thấy anh bực mình à. Bởi vậy vợ anh hỏi em hoài, nó nói sao không biết đó, giữ nó giờ cái mặt nó thấy mình biết tu không được. Hỏi em lên nói chuyện cừ hô hố hả, ổng hô hố như cái ổng có ta mà lên giảng pháp cho ai nghe. Dạ. Rồi còn ông nữa, ông thầy Thích Nhật Nhật từ từ gì đó. Nó gặp mấy chàm tăng nó không đến nơi, trời ơi. Giờ tự nhiên anh thấy cái ông đó là ông đó phải lọc áo nó luôn chứ không mặc áo của nhà sư được. Anh nói thật luôn. Tự nhiên giờ đã đời mình chưa gì chân lọt ra thằng quỷ thằng mặt hạnh này nữa. hỏi anh Chiến bây giờ mình là một cái cương vị cũng là ở chùa lớn mà mình mặc áo nhà sư lên giảng pháp cho Phật tử nghe mà mình nói chuyện về gì vấn đề quan hệ tình dục vợ chồng. Trời ơi, thì ổng tu hành ổng lo kinh kệ mà đầu óc đâu rảnh mà để nghiên cứu tới chuyện đó mà ổng lên giảng à. Bởi vậy nhiều cái em nói anh mình chưa một thằng, cái thằng đó là tiến sĩ nữa đó, anh thằng đó tiến sĩ nữa đó. Tiến sĩ phải coi là cái bằng của nó luôn, cái bằng nó đó, đúng rồi. Thằng đó là tiến sĩ đúng nữa không? Đó. Yeah. Đúng không anh Chiến? Yeah. Mình là người tu, mình là người xuất gia, mình đâu có nói gì vấn đề tà dâm, cái đó là thuộc về tà dâm rồi. Tà dâm à. Đúng rồi, chứ mình sao mình lên mình giảng về vấn đề mà tần suất quan hệ vợ chồng mỗi tuần bao nhiêu, mỗi tháng bao nhiêu. Tại ông này ổng còn hơn là ổng là nhà khoa học, chết luôn, chết rồi. Ổng là nhà khoa học, nghiên cứu tình dục. Nghiên cứu về Phật pháp, không nghiên cứu về tào lao. Giống như giống đúng rồi, Trần Quang này là Trần Quang thì đi học tiến sĩ Phật học, không đi học mà đi học tiến sĩ luật. Ông hiểu nói. Đấy. Cái tự nhiên mà đi nhà sư mà đi tu mà đi lấy cái bằng tiến sĩ luật để làm cái gì đó không hiểu. Để đi làm luật sư để cãi lộn, sau này cãi lộn nha. học nó đằng đi chi không, để tìm ra những cái chiêu trò để mà dụ dỗ Phật tử, để mà đưa ra những cái mà tâm linh nói về vấn đề mà quả báo đồ này kia, nằm võng mất phước rồi tiền mình xài mình cũng mất phước. Anh dạ. Nói thiệt cái ông mày là cái ông mày, ông nói chuyện tào lao lắm. Anh mà ở gần ông nói chuyện anh thấy nào ông bấm không? Dạ. Nói thiệt. Ông có tiền mình xài mất phước. Thiệt. À, mấy ông này giờ ông vậy đâu giờ dắt ra mình... Mấy ông này giờ ông đâu dắt ra đường đâu anh. Núp đâu đó vậy. Ra đường dân. Ừ rồi, bên thiệt. Dân ra đường dân chọi cà chua chết à. Chua thì nó cũng nhỏ nó bọt không cũng chết. Anh nói thiệt, cái con người anh sống nằm của bên này tình dạ. Mạng anh có tiếp xúc lắm, anh đã tiếp xúc lắm, nhưng mà tại vì sao con người mình sống, mình là con người công dân Việt Nam, mình được quyền tự do tín ngưỡng, mình cảm thấy cái nào đúng thì mình được vô tín ngưỡng thôi. Bây giờ dạ. Anh thấy ông thầy Thích Minh Tuệ ông tu theo hạnh 13 đầu đà khổ hạnh, mình thấy mình thương thì mình muốn nó xưng ổng như thế nào là chuyện của mình, ai cấm mình đâu. Đúng rồi dạ. Ai cấm mình đâu, bây giờ tôi cảm thấy ông thầy Minh Tuệ ông làm những điều đó tôi cảm nhận thẳng rồi, báo làm tốt. Ông làm ông tu hành theo cái hạnh của ông rất là quý thì tôi xưng ông là thầy để thôi, cái đâu ai cấm anh đâu. Bây giờ tôi kêu thầy Thích Minh Tuệ hay không? Dạ. Mấy này nó mất miếng ăn rồi, mất miếng ăn của nó. Cái thằng Thích Minh Hạnh đây nè, nó là cái thằng này là thằng tàu lao. Dạ. Thằng tàu lao. Không thể chấp nhận cái thằng này được. Dạ. Thằng này nè. Bởi con theo kiểu trợ bố mà. Bữa nào anh lên gặp nó bữa mà em cái. Bây giờ anh đang nói chung là anh làm anh không có thời gian rảnh anh sẽ lên. Anh hứa anh lên, okay. anh lên dạ, anh dạ. Sẽ kiếm ổng mà sợ nè, nhiều khi anh sợ mà anh thấy là mình người lạ lên kiếm mà anh không tiếp thôi. Nó không biết lúc nào đâu, nó đúng rồi, nó lúc này nó dội rồi. Anh nói thiệt với anh Chiến dạ. Em sẽ tới kiếm ông Thích Bà Hạnh này, chỗ anh lên tới đó không tới bữa 5 cây số, 4 cây mấy à. Anh đi dạ. Xe ma chừng là tổng vòng không tới 10 phút, 5 phút là tới rồi. Dạ.
Tại vì chỗ này em biết lâu đời rồi nhưng mà anh không bao giờ tới, tại vì anh thấy nó cách cái gì cúng 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 mà anh đi ngang mà em dòm vô thấy cúng cúng giống như cái chậu cà phê vậy. Đúng rồi, giống như cái cốc 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 mỗi cốc nhỏ vậy đó. Dạ, có mấy người em cũng ở gần trận nó cũng nói với anh bữa đó, nó có nói mà nó nói tại cái chỗ đó lù chù bù lắm anh ơi, em ở sân bên đó anh biết mà, nó nói vậy là mình biết rồi, mình không muốn nói, nó không nói nhiều cho mình nghe phải không. Dạ, tại vì anh bữa đó anh coi được cái clip đầu tiên của ổng mà ổng lên ổng nói về thầy Tuệ á. Dạ, là anh hỏi cái thằng em hỏi thằng em nhà nó ở trên đó đó, anh hỏi được ngay chỗ đó trên đó cái chùa Am hồi trước là tu viện Chân Như, giờ là mẹ ở gần đó, mày có biết gì không? Nó trời ơi, em ở sang bên trong gần sáu câu đồng cổ luôn, nhưng mà trong đó nó là nó thẳng lên tù luôn tùm lum tùm la, nó nói vậy. Rồi vậy là em nói anh cái vụ việc gì mà không đưa lên mạng xã hội thôi, chứ đưa lên mạng xã hội là có người ta biết hả? Nói chứ đấy, lên mạng xã hội mình đâu có nói bậy được đâu anh chị. Dạ, mình nói cái nào đúng thôi chứ mình đâu có nói tào lao được. Dạ, giống như bây giờ anh ở ngay sớm anh đi, anh cho anh làm cái chuyện gì đó không ai biết, nhưng mà anh có làm gì một cái là tự nhiên cái có ai lại quay hình anh hả, cái chuyện là bắt đầu bị hàng xóm là tao biết chứ, anh tốt thì người ta nói tốt, anh xấu người ta nói xấu. À bây giờ cái mạng xã hội bây giờ thời buổi bây giờ nó khoảng nhiều xưa đâu, mình dạ, muốn nổi tiếng màu lắm nhưng mà hạnh này là giờ ông đang muốn nổi tiếng á, ông muốn nổi tiếng mà ông nổi tiếng theo tiếng nổi tiếng theo tỷ lệ theo cái chiều hướng xấu chứ mà chiều hướng tốt. Ông nổi tiếng mà nổi tiếng theo cái kiểu là bơm gì của bạn gì bơm đạn nhiều ý vậy đó. Dạ. Nói là vấn đề đó chứ mà nổi tiếng về vấn đề mà tốt lành ổng như mình. Đúng rồi, nổi tiếng về vấn đề bơm đạn cà chua với đá xanh đồ á. Không biết ông nói à? Dạ, ông nói thầy Minh Tuệ mình á là không làm chủ được cái ăn, không làm chủ được cái ngủ. Ông tu theo cái gì anh, bữa hổm ông nói cái dùng từ độc cư tu theo à, kiểu độc cư, ngồi trong cốc á, cái cốc đó đó em. Ổng có nói cái từ không làm chủ được cái ăn, không làm chủ được cái ngủ, rồi có người canh gác chặt chẽ đó, ổng nói cái từ canh gác chặt chẽ anh nghe kỹ không? Nghe. Rồi chắc ổng làm chủ được cái ăn cái ngủ ổng à? Bởi vì ổng có mắt, ổng đâu có con ngư đâu. Đúng rồi. Ổng có mắt mà ổng có con ngư, bởi vì sao? Hiện tại bây giờ nè, bây giờ trước kia sao thì mình không có biết được, mình không có thấy, mình có biết, nhưng mà hiện tại bây giờ này mình thấy sao mình nói vậy. Dạ. Vậy thì hỏi ông thầy Minh Tuệ của mình á, cái gì khắc thật ăn mỗi ngày một bữa trước giờ ngọ ha. Dạ. Còn ngủ á thì ngủ toàn là ngủ nghỉ địa với gốc cây với nhà quen. Dạ. Vậy hỏi ông bây giờ ông làm được như ông thầy Minh Tuệ không, mà ông đi nói thầy Minh Tuệ, ông ra ông đi tu hành đầu đà như ông thầy Minh Tuệ, nếu ông làm được cái vậy như vậy á, cái gì anh cũng thua hết á, nói thiệt luôn. Dạ. Cái mặt của ông dòng có cái tâm tu đâu mà đi ra được. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, cái mặt này là mặt bụi đời chợ lớn vậy đó. Mặt này là cái mặt tài dâm, cái mặt này mà đưa cỡ gái mà lại trước mặt nó là dẹp tài dẹp chánh pháp qua bên luôn á. Ông này. Dạ. Mới vừa rồi anh nghe cái tin đó nói đập tượng Phật đồ này kia nọ. Nói như đó thôi em mới biết được con người của ông rồi. Có nhiều người nói với em là hắn phá ba cái tượng Phật dân để hắn xây cái tượng gì lại đó mà mình không có bằng chứng, mình không dám nói, phải có hình ảnh mới được. Nhưng mà ổng chính miệng ông nói, ông nói luôn, anh chỉ nghe đỏ nói không, ổng nói là ai không dám phá chứ ổng dám á, ổng phá, ổng nói gì luôn á, cái câu nói của ổng vẫn còn ở trên mạng chứ không phải ổng còn đâu. Trời ơi, cũng lén phán với sư ngôn về tụp lum trong đó anh ơi, có mấy người gửi cho em bằng chứng này nè mà em chưa có tung lên đó. Đó chứ anh chỉ muốn nói với con người bây giờ mình làm cái điều xấu nó thiệt đi, không có sao mà giấu được mặt của thế gian đâu. Dạ đúng rồi, nói chứ làm sao giấu được. Dạ bây giờ nó mình tự nhiên cái lên cái thầy Minh Tuệ tại đường đang yên ổn mà ông thầy Minh Tuệ có đá động gì tám đâu, đáng người ta đi đâu, đáng người ta đi, người ta còn không nói cái chỗ người ta tu mà tại sợ mang tiếng tới cái chỗ mà ra tu người ta không nói luôn mà. Dạ. Ông này ông lên ông kiếm chuyện, ông nói như mồi ra nói thầy Minh Tuệ cái này cái kia nọ rất. Dạ. Là ông này lâu người ông này muốn kiếm chuyện với người ta. Dạ. Ừ, anh thấy thầy Minh Tuệ anh theo dõi lâu lắm rồi, anh theo dõi từ cái lúc mà thầy Minh Tuệ bắt đầu rần rộ trên YouTube á, làm theo. Dạ. Dõi luôn tới bây giờ này luôn á, lúc nào anh cũng coi á, nó thấy luôn như chuyện ăn sáng ăn uống cà phê là mở điện thoại ra coi đó. Mà thầy có nói gì ai đâu. Ông có nói, ông thầy Minh Tuệ này, anh khẳng định một câu là ông thầy Minh Tuệ này, nói chung là thầy Minh Tuệ giờ cầm miễn bàn đi. Nói mà ổng là bây giờ là quá chuẩn rồi, mình không có bàn phải ổng. Dạ. Quá chuẩn, rồi đặt cái từ quá chuẩn rồi.
Tại mà vì anh, ông thầy Minh Tuệ không có nói gì sai hết. Mình nói tới cái nước mà người ta hỏi ổng, chất vấn hỏi ổng về vấn đề mà đi khất thực mà người ta cho tiền như vậy, sao những ngày xưa kia người ta lấy á, ổng còn nói khéo nữa kìa, còn ai lấy thì lấy quyền của họ, còn mình không lấy là quyền của mình, chứ mình cũng không đặt cái tội cho họ là thứ này thứ kia, đúng không anh? Dạ. Đúng rồi, này, công nhận sư Minh Tuệ. Thầy Minh Tiện nói chuyện rất là trí tuệ luôn. Dạ, rất là trí tuệ. Tại vì sư Minh Tuệ cũng đã học rất là cao anh, chứ không phải là dân bụi đời cho lớn ra. Anh có tìm hiểu thầy Minh Tuệ rồi. Ổng hồi xưa ổng học thi tốt nghiệp xong rồi ổng đi nghĩa vụ quân sự. Rồi tới đã học đại học rồi đàng hoàng mà. Đi nghĩa vụ quân sự xong, mãn nghĩa vụ quân sự về rồi người ta học bên phòng tình nguyện gì đó. Tại vì người ta có mang việc làm chứ đâu phải người ta dân tàu lao đâu. Trước khi mà thầy Minh Tuệ phát nguyện đi phát tâm đi tu đó, là anh Chiến thấy người ta trồng 100 gốc sầu riêng rồi còn để lại cho em mốt người ta nuôi cha cha mẹ già người ta nữa đó. Đúng rồi, chứ phải là tự nhiên người ta bỏ người ta đi mà bỏ cha mẹ người ta cũng có tốt. Dạ. Em nói thiệt anh Chiến, anh đây rất ngưỡng mộ thầy Thích Minh Tuệ, rất là ngưỡng mộ luôn, nói thẳng ra luôn. Dạ. Bây giờ vợ anh còn nói nó sao lúc nào tôi thấy ông cũng coi điện thoại, giờ không coi cái gì toàn là coi thầy Minh Tuệ không, nó nói bây giờ tôi lầm cho trong não rồi. Đúng rồi anh. Dạ. Nói chung là mình có cái tâm về Phật pháp á, tại vì anh cũng là bên đạo Phật mà. Dạ. Anh mình đâu mà anh đi chùa dữ lắm chứ từ dạ. Lúc mà anh cũng đi phái đoàn với chị ruột nhà nè, cũng đi từ thiện rồi ở chùa này chùa kia đó. Nhưng dạ. Từ lúc mà bị chị ruột bà không đi nữa là anh cũng không đi luôn, tại chị ruột bà có phát hiện cái gì đó. Dạ. Nói chung là phải nói tới chùa là bây giờ bà chán mà không đi. Đúng rồi. Có những người giờ tao nghe tới chùa là tao sợ lắm anh. Dạ. Bà còn nói cái câu là bây giờ ví dụ như đi núi rồi là bà đi chứ đi chùa là bà không đi. À. Còn bà nói luôn mà dạ. Đi núi rồi ví dụ như đi núi Châu Đốc hoặc là đi núi Tây Ninh hoặc là đi núi, nói chung là núi là đi chứ chùa là không có đi. Yeah. Chùa là bây giờ bả không có đi tới. Yeah. Bả còn thường đi từ thiện mấy cái chỗ mà trại tâm thần đồ á anh Tiến. À đúng rồi anh à. Dạ. Ta ra tới chỗ đó ta cho tiền, ta nấu đồ ăn rồi ta đem ra ngoài đó ta cho phần cơm đồ này kia nọ rồi mình theo phát tâm để mình làm để đến đấy cái công đức anh Tiến. Bây giờ anh đưa vô chùa là thấy banh, đưa vô chùa là banh hết.